Xin kính chào tất cả quý vị và các bạn nhé. Cảm ơn quý vị và các bạn đã đăng ký kênh YouTube của mình cũng như xem những cái video của mình đã đăng lên. Bây giờ đã là 0 giờ rồi, mình cũng nghỉ dừng các đau hạ kiếm đi ngủ. Thì trước khi đi ngủ lại làm một video trước tiên gửi lời xin lỗi từ những ai đã gọi điện nhắn tin mà mình chưa trả lời luôn và ngay và luôn được. Thì mong quý vị và các bạn hết sức bình tĩnh và thông cảm cho mình nhá. Bạn hữu đường xa còn có câu muốn nhanh thì phải từ từ cơ mà, đúng không ạ? Đấy, trong cuộc sống này cái gì cũng cần phải từ từ, đúng không? Từ từ thì khoai nó mới nhừ, đúng không ạ? Đấy, nên không được nóng vội nhá. Đấy, xin cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Merci. Bây giờ mình xin giới thiệu tới quý vị và các bạn một chiếc âm ly mang thương hiệu đây này, AC Noise nhá. Đấy, mình cũng chẳng biết đọc như thế nào nhá. Mình đọc là AC Noise. Đấy. Một chiếc âm ly 12 sò than lớn. Chiếc âm ly này có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Nhà sản xuất ghi địa chỉ ở đằng sau đít âm ly. Lát nữa mình sẽ quay cho mọi người xem. Đấy. Đây. Đây là tối nhá, chứ còn là nhìn là tổng thể là nó còn rất đẹp đấy nhá. Đấy, còn rất đẹp đấy. Mình không đánh bóng nhá. Đánh bóng là công việc của quý vị và các bạn nhá. Mình không đánh bóng. Khi bán nhá, khi bán những đối tượng khác sẽ dùng dầu bóng hay dùng cái nọ cái kia để bôi vào để cho nó bóng nhẫy đi nhá. Nhưng mình thì lại không nhá. Cái công việc đấy làm cho nó bóng đẹp lên, đấy là công việc của quý vị và các bạn. Mình chỉ làm cho sản phẩm của mình nó chất lượng âm thanh nó ra tốt nhất và hoạt động bền bỉ nhất nhá. Đấy, thế là quý vị nào mà thích âm ly bóng thì mong thông cảm cho mình không làm, chứ không phải là không lười chứ không phải là lười không làm nhá. Đấy, mà mình không muốn làm bóng lên để bán, mình muốn để ở cái thể nó mộc nhá. Mộc như sơn nữ mộc như gọi là gái quê ấy nhá. Đấy, chứ còn lại đi xì ba xì bút đi thẩm mỹ viện mẹ bôi son chát phấn vào thì cái đấy mình không làm nha. Đây này, đây, địa chỉ này, đây là thông số kỹ thuật và địa chỉ nha. Đấy, máy tăng âm Aceno này, model SA 8100. Đấy, công suất nguồn 500W, nguồn điện sử dụng, công suất ngõ ra 240W cộng 240W với điều kiện là 4 ohm, đúng không ạ? Thế còn nếu mà sai 4 ohm thì công suất nó sẽ khác đi. Thiết kế và sản xuất tại công ty trách nhiệm hữu hạn nghệ thuật âm thanh 5/101/12/7 nơi Trang Long, phường 7, quận Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Một sản phẩm có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đấy, đấy. Cái con nào mà nhà sản xuất người ta giấu địa chỉ mình sẽ nói cho quý vị và các bạn biết. Đấy, con nào người ta không giấu mình nói cho quý vị và các bạn biết nha. Cái bộ chân cầu rồi, chạm loa này thì yêu rồi nha. Chân chạm loa này thì cũng là vặn chỉ có đứt dây rồi nha. Âm ly hỏng mà chạm loa này chưa hỏng thật sướng lắm nha. Trước tiên là mình thấy cái đấy nha. Giặc nha, giặc vẫn cứ sáng loáng nên là không phải thay nha. Hệ thống giặc bông sen này sang loáng không phải đây. Tiếp tục đi vào mạch tiền khuếch đại nhá. Đây, mạch mic của nó là 7 volume nhá. Mạch mic để hát karaoke là 7 volume. Và đây còn volume đặc chủng của cái loại 7 volume đây. Đấy. Ở dưới cũng thế nhá. Đấy, mình thấy thứ nhất là con này nó sử dụng 12 con sò than lớn, công suất chung là tương đối. Tại vì nó thứ nhất là 12 sò than lớn, cái thứ hai nó là hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng. Đấy, mình mở mình thấy chất âm sắc của nó cũng rất tốt. Bởi vậy mình đã thay mạch Echo M50195. Này. Mình chuyên làm như vậy nhá. Tự ý, tại vì làm sao? Tại vì mình sử dụng cái quyền, mình là người thợ sửa chữa, mình có quyền được làm cái âm ly nó hay lên nhá, được làm cho cái âm ly nó tốt lên. Đấy, thế là mình luôn vận dụng cái quyền. Mà quý vị và các bạn vậy đến với mình là mình cứ
phải sử dụng cái quyền được mua âm ly tốt nhá, không sử dụng mình không bán. Đấy, chia ra các thứ thì dĩ nhiên là thay nhá, chia ra công tắc thì thay rồi, còn tất cả là còn nguyên zin nhá, nguyên zin hết, không có lai tạc một cái gì cả. Đấy, không có lai tạc. Còn tất nhiên đây là mình vừa mới làm xong, nhưng còn những cái chỗ này thông thường mình sẽ đổ keo hết nhá, những cái chỗ này vậy mình sẽ đổ keo định vị nhá. Trước khi giao hàng đi kiểu gì mình cũng test ra chất âm nhá, cũng như hò hát để cho quý vị và thấy âm sắc của nó tốt đến cỡ nào. À, đây mạch nguồn nhá, đây điển cấp nguồn của mạch tiền khuếch đại này. Đấy, làm rất cẩn thận, giải nhiệt cẩn thận nhá, chứ không phải âm ly nào nó cũng làm đâu. Đấy, này đi hút cầu này thì đã biết rồi đúng không ạ, có phải âm ly nào nó cũng dùng đi hút cầu này đâu. Âm ly Nhật thì không nói, Nhật Mỹ không nói, những âm ly của ta dùng này là biết. 4 tụ lọc nguồn này, 63V 10.000 microfarad. Đấy, 1, 2, 3, 4. Đấy, tất cả còn nguyên zin nhé, chỉ có mỗi thay công tắc và chiết áp. Rồi, đến mạch công suất này. Rồi, vệ sinh nó sạch sẽ, đẹp đẽ, đúng là như ở vừa ở nhà máy ra nha, vừa mới ở nơi sản xuất ra. Nhà sản xuất nhìn thấy âm ly của mình trải qua thời gian dài như thế rồi mà nó còn như thế này, ngỡ ngàng nha, ngỡ ngàng, cứ vỗ đùi đen đét rồi đúng rồi. Sao mà lại gặp được anh Khang Audio, anh ấy làm cho mình cái sản phẩm của công ty mình. Rồi, đấy, quay lại này nhá, để quay hai mặt công, hai mặt công suất này. À, đấy, cứ để nguyên này cho chú quý vị và các bạn dùng nhá. À, cái gì nghiêm cấm dòm, như cái này dòm thoải mái này, dòm cao nhiêu càng tốt. Đấy, đây test bác nào chốt con này nhá, trước khi gửi đi em test, em lại xoay kỹ cho các bác một lần nữa để các bác dòm cho nó kỹ này. Nó còn nguyên zin mà không có để đậm gì cả. Đấy, chạy rốt đa rồi, chạy rất thích. Đấy, có đẹp không ạ? Đúng là cái lỗi hàng này hàng cũ, thế nhưng mà cái lỗi của em nó, cái khiếm khuyết của em nó là em nó vẫn còn còn zin và đẹp này. Echo M50195, cái này thì ai hát karaoke mà chả mê nha, tại vì nó là thuộc vào được mệnh danh là IC huyền thoại về phần karaoke nha. Để độ mượt mà để miễn bàn nha, lại kết hợp thêm với lại đây, lại kết hợp thêm với lại 7 volume mic đằng trước này. 1 2 3 4 5 6 7, đây này, nó có cái ô này này. Ôi trời ơi, chỉnh phê pha lắm nha, chỉnh rất chi là phê pha. Cái chỗ này nó khác những cái âm ly khác là nó thiết kế 7 volume, nó có cái chỗ này chỉnh phê pha lắm nha. Đấy, mai hay là lúc nào mà bác nào mà gọi là chốt nha, em cứ gọi là mạnh dạn nha, hát giữa mọi người không ngại ngần đây à, mạnh dạn lại hát bài để cho quý vị và thấy các bạn thấy. Cái này nãy em kiểm tra rồi nhá, cũng không phải gửi mic. Đấy, chứ còn nếu gửi mic thì em sẽ có biện pháp xử lý ngay, đồng tây kia tây y kết hợp này nha, nhưng không phải người mình. Đấy, một chiếc âm ly chính hãng nha, chính hãng mà hàng này nó bán ở siêu thị ấy. Đấy, chứ không phải hàng nó bán ở ngoài chợ đâu. Đấy, quay lại từ trên cao cho quý vị và các bạn nhìn chỗ này. Đấy, đây sò này, sò tiên sò là gì thì dĩ nhiên con này nó chỉ là con 5200 với A1943 nha, nhưng không nói thì cũng đoán được đúng không ạ. Đấy, nhôm hàng công ty nó giống hàng Boston đây, đằng sau đít này, cái nhôm này nhá. Đấy, nó bắt luôn cái ốc vào cái đít âm ly này, rất chi là chắc này. Bê vào cái âm ly nó nặng chắc nịch, cứ như kiểu bê vào cái khuôn thép, tại vì đây nó gông như thế này, nó gông như thế này. Và rất chỉ là chắc chắn, ở dưới lại bắt được hai con vít nữa. Nhìn cái tấm nhôm vừa nhiệt của hàng công ty khác à, dày dặn. Thôi thế
mắt đã díu rồi nhá, mắt díu rồi. Cảm ơn quý vị và các bạn đã xem video của mình nhá. Mình xin phép dừng clip ở đây nhá. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Merci. Cháu nó bảo là phải good night. À, good night là chúc mọi người ngủ ngon. À, chả chúc thì các vị cũng ngủ ngon đúng không? Chỉ có điều là chúc các vị làm sao mơ ra được con số đập con lô con đề đúng không? Đấy, chả chúc thì ngủ ngon nhá. Ôi, chào thân ái. Merci.